Saudi Arabia và đồng minh vùng vịnh không kích thủ đô Yemen, tin từ Sana Yemen. Saudi Arabia và các quốc gia đồng minh vùng vịnh vào ngày hôm nay đã thực hiện các cuộc tấn công quân sự tại Yemen, kể cả không kích. Cư dân địa phương cho hay là các chiến đấu cơ không nhận dạng được đã mở nhiều đợt oanh kích nhắm vào phi trường chính tại Sana của thủ đô Yemen và căn cứ quân sự Dulaimi. Khoảng 5 căn nhà ở gần phi trường Sana đã bị phá hủy và các nhân viên cứu nạn ước tính là con số tử vong vì các vụ oanh kích lên tới 13 người, trong đó có một bác sĩ được lôi ra từ đống gạch vụn đổ nát của một bệnh viện. Đài truyền hình vùng vịnh Al Arabiya nói rằng Saudi Arabia đã đưa khoảng 150.000 binh sĩ và 100 chiến đấu cơ để đối đầu với Houthi và lực lượng Ajnabi liên minh đang bao vây thành phố Aden ở phía nam, nơi Tổng thống Yemen được Hoa Kỳ hậu thuẫn đang lánh nạn. Nguồn tin này cũng nói rằng Ai Cập, Jordan, Sudan và Pakistan đã sẵn sàng tham gia cuộc tấn công bộ binh tại Yemen. Nguồn tin này cho hay là Ả Rập Thống Nhất đã đưa 30 chiến đấu cơ gia nhập cuộc chiến cùng với 34 chiếc của Bahrain, Kuwait, Qatar, Jordan, Morocco và Sudan. Vào ngày hôm nay, Ngoại trưởng Trung Cộng đã tỏ ra lo lắng về tình hình chiến sự nghiêm trọng có thể làm phương hại đến tính mạng của công dân họ tại Yemen và thúc giục các bên tham chiến giải quyết cuộc tranh chấp thông qua đối thoại. Ngoại trưởng Ajan thì đòi dừng lập tức chiến dịch quân sự do Saudi dẫn đầu diễn ra tại Yemen và dọa sẽ hành động cần thiết để kiểm soát cuộc khủng hoảng ở đó. Vào ngày hôm qua, phiến quân Houthi và quân du kích liên minh được viện trợ vũ khí hạng nặng đã chiếm căn cứ không quân Al Anad và tiến sâu thêm 20 cây số vào thành phố Aden.